Đây là con tí ô của mình nha anh em. Tí ô. Em nó đang tha lông cũng sắp xong rồi đó. Để nuôi em này lên đầm màu anh em ơi. Thấy em nó cũng làm dữ quá. Con này là con máy mà đi quấn hoài nè anh em. Kèo máy cho coi. Tách xong lông rồi. Còn cái máy này thì mình đi quấn nhiều chuyến lắm rồi nè anh em. Máy này nha. Máy này mình đi quấn nhiều chuyến lắm rồi. Còn em này là chưa đi lần nào anh em. Em nó thì tách xong lông rồi. Đây xong lông xong là mình đem đi dợt luôn anh em ơi. Chưa vô lục nhà nào hết á. Chim còn cao dữ lắm nha anh em. Con này thì còn trao lắm, nhưng mà để dằn mình ngồi thì bình thường á. Lấy mấy miếng giả mình che mấy cái số điện thoại lại anh em, để trên băng đá che lại. Em nói thì cầm lòng nó cũng trao lắm nha. Nó chịu lắm rồi đó, để nó xong lông xong là mình vô lập mình đi giật nha anh em.